Quý vị đang quay trở lại với bản tin địa ốc trên kênh FBNC. Thưa quý vị, tập đoàn Vingroup vừa chính thức ra mắt tòa tháp Landmark 81, tòa tháp cao nhất Việt Nam và cũng là trái tim của khu phức hợp Vinhome Central Park tại thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Không chỉ được thiết kế và quản lý xây dựng bởi các nhà thầu hàng đầu trên thế giới như tổng thầu tư vấn quản lý Mays Anh, tư vấn thiết kế Atkins Anh, cơ điện và phòng cháy chữa cháy bởi A Group của Mỹ và Oregon của Australia, v.v. Landmark 81 còn được công bố là tòa tháp được sở hữu nhiều kỷ lục ấn tượng không thể bỏ qua. Landmark 81 sẽ là tòa nhà đầu tiên tại Việt Nam góp mặt trong top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, vượt qua chiều cao của tòa tháp đôi Petronas tại Malaysia và tòa tháp Willis Tower tại Mỹ. Landmark 81 tại Vinhome Central Park sẽ cao 461m, nằm trong top 10 những đỉnh cao thế giới. Khi hoàn thiện, Landmark 81 được kỳ vọng sẽ là niềm kiêu hãnh và biểu tượng mới cho sự phồn vinh và hiện đại của Việt Nam. Landmark 81 cũng đang giữ kỷ lục là tòa nhà xanh lớn nhất Việt Nam. Toàn bộ kính sử dụng cho mặt ngoài tòa tháp là kính Low E, loại kính tạo điểm nhấn kiến trúc với tính năng ưu việt như truyền sáng, điều tiết nhiệt, cản bức xạ tia cực tím, giúp cho căn phòng ngập tràn ánh sáng nhưng vẫn đảm bảo mát mẻ với nhiệt độ ổn định. Cũng tại đây, lần đầu tiên tại Việt Nam, một hệ thống nước sạch đạt tiêu chuẩn châu Âu sẽ được cung cấp đến từng căn hộ. Landmark 81 cũng sẽ bao gồm khách sạn Vinpearl 5 sao dành cho nguyên thủ, sang trọng nhất. Lấy cảm hứng từ hình mẫu khách sạn Park Hyatt Shanghai, khách sạn Vinpearl 5 sao sẽ là khách sạn hạng sang đẳng cấp nhất từ trước tới nay của hệ thống nghỉ dưỡng Vinpearl với 261 phòng được bố trí từ tầng 42 đến tầng 76 của tòa nhà Landmark 81. Vincom Landmark 81 cũng được cho sẽ là thiên đường mua sắm thời thượng nhất ngay trong lòng Landmark 81, nơi hội tụ của những thương hiệu thời trang quốc tế danh giá với không gian trưng bày sang trọng. Câu lạc bộ thượng lưu đẳng cấp nhất là kỷ lục thứ 5. Điểm vượt trội chỉ có ở Landmark 81 với sự hiện diện của Clubhouse, câu lạc bộ thượng lưu chỉ dành riêng cho cư dân và một lượng khách VIP hạn chế với Wine Lounge và Cigar Lounge. Đài quan sát Landmark 81 cũng là đài quan sát cao nhất Việt Nam, tọa lạc từ tầng 79 đến tầng 81. Đây là nơi tuyệt vời để ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, đặc biệt có thể quan sát cận cảnh các điểm tham quan của thành phố thông qua kính viễn vọng và hệ thống màn hình cảm ứng tiên tiến. Landmark 81 cũng sở hữu các tiện ích thể thao hấp dẫn, trong đó không thể không kể đến hệ thống hồ bơi rộng hơn 1.000m², bao gồm hồ bơi vô cực với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông Sài Gòn, liên hoàn với hồ bơi có mái che cùng bể jacuzzi hiện đại. Lấy cảm hứng từ công viên nổi tiếng Central Park của thành phố New York hoa lệ nhưng vẫn mang hơi thở Á Đông, công viên ven sông Vinhome Central Park rộng 14 hectare được thiết kế với những thảm cỏ xanh trải dài, những con đường rợp bóng cây, ngọn đồi thoai thoải trải dần về phía triền sông. Cư dân có thể đi dạo ven sông hoặc thư giãn với yoga và thiền, thả mình vào thiên nhiên khoáng đạt. Tại buổi lễ ra mắt dự án Landmark 81 đầy màu sắc và âm thanh sống động, nhiều người tham dự là khách trong nước lẫn nước ngoài cũng bày tỏ mong muốn được sở hữu căn hộ tại đây. Tôi đã xem qua một số dự án tại thành phố Hồ Chí Minh và chắc chắn đây là dự án lớn nhất. Tôi đang chờ đợi một thời gian nữa, đây là dự án quy mô lớn và khá ấn tượng. Mình quan tâm là do cái môi trường sống ở đây nó tốt, cái tiện ích nó tốt. Nó được 14 mẫu làm cái công viên bờ sông đó để mà hưởng thụ chiều đi tập thể dục rồi đi bơi, rồi nó cũng tiện, không mình không có phải đi ra cái khu ở bên ngoài. Landmark 81 được thiết kế là tòa tháp cao nhất Việt Nam và là trung tâm của khu phức hợp Vinhome Central Park tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do tập đoàn Vingroup đầu tư và cũng là dự án quy mô lớn đầu tiên của tập đoàn này tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích khu phức hợp gần 44 hectare, bao gồm biệt thự, căn hộ, trung tâm thương mại, khách sạn, trường học, bệnh viện quốc tế Vinmec, v.v. Vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, thì dự án The Golden View tọa lạc tại 346 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức chào bán căn hộ ra thị trường. Lễ mở bán chính thức đầu tiên đã thu hút hơn 1.000 khách hàng, với hơn 500 khách hàng đã giao dịch thành công và trở thành những chủ nhân đầu tiên của khu căn hộ cao cấp này. Đây là cảnh lễ mở bán của dự án The Golden View. Hơn 1.000 khách hàng đã đổ về khu nhà mẫu tọa lạc tại số 346 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Họ là những khách hàng có nhu cầu ở thực cũng như giới đầu tư, nhận thức được vị trí đắc địa của dự án, cùng với một không gian sống xanh và đầy đủ tiện ích nội khu, nên đã không ngại rót tiền vào đây. Dự án The Golden View á, nó có vị trí rất đẹp, từ thiết kế bên ngoài và đến bên trong của căn hộ cũng rất là đẹp. Hơn nữa là cái giá cả cũng là rất hợp lý. Tôi thấy như vậy được nên tôi mua 2 căn, thứ nhất là để ở và có thể là cho thuê hay là đầu tư gì đó.
Tại vì tôi thấy cái dự án The Gold View này nó về tương lai gần nó sẽ có giá trị tăng lên. Các căn hộ The Gold View được chào bán lần này có diện tích đa dạng từ 55m2 đến 133m2 cho loại căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ. Thiết kế căn hộ được bố trí hợp lý, các phòng đều có cửa sổ để đón nắng tự nhiên trong một khu phức hợp đa dạng tiện ích đã giúp cho The Gold View trở thành một trong những dự án căn hộ cao cấp nhất trên thị trường địa ốc tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Với mức giá từ 33 triệu đồng một mét vuông chưa bao gồm VAT, khách hàng khi sở hữu The Gold View sẽ được bàn giao căn hộ hoàn thiện nội thất liền tường, cụ thể như sàn gỗ, máy lạnh, máy nước nóng, tủ bếp, tủ âm tường, với tổng giá trị của gói nội thất lên đến hơn 300 triệu đồng. Danh mục nội thất bàn giao cho khách hàng sẽ được ghi chú trong hợp đồng để khách hàng dễ dàng đối chiếu khi nhận bàn giao căn hộ thực tế. Tôi là một trong những khách hàng đầu tiên quan tâm đến dự án The Gold View bởi vì dự án là nằm trên một vị trí tuyệt đẹp của thành phố, nhìn vào trung tâm thành phố, nằm trên mặt tiền đường Bến Vân Đồn và có một dòng kênh Bến Nghé phía đằng trước. Dự án lại được công ty Cotexco là công ty hàng đầu về xây dựng của Việt Nam xây dựng, cho nên tôi rất tin tưởng. Thị trường địa ốc từ đầu năm đến nay được cho là giao dịch sôi động nhất ở phân khúc cao cấp với khá nhiều dự án được đưa vào thị trường. Vậy đâu là điểm cạnh tranh của dự án The Gold View? Đại diện chủ đầu tư bà Phạm Thị Minh Hiếu, Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của công ty TNR cho biết, đó là sự kết hợp của vị trí, không gian sống cộng với giá bán hợp lý. Đây là một khu phức hợp với đầy đủ các tiện ích lẫn khu. Chúng tôi xem như đây là một khu đô thị thu nhỏ với một môi trường sống xanh. Ngoài ra thì trong dự án chúng ta có những khu phức hợp về trung tâm thương mại, các khu vực sinh hoạt cộng đồng, phòng gym, nhà trẻ, trường học. Ngoài ra về thiết kế của căn hộ, chúng tôi bàn giao coi như gần như là hoàn thiện với đầy đủ trang thiết bị như tủ, kệ, bếp, máy lạnh. Thậm chí khách hàng chỉ có thể là giường tủ bàn ghế và xách người vào ở. Thì chúng tôi hy vọng là với mức giá chúng tôi đưa ra và những cái tiện ích nội khu cũng như là trang thiết bị nội thất cao cấp thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm đưa ra thị trường để đem tới cái nhu cầu sống cho khách hàng một cách gọi là hoàn hảo nhất trong thời điểm hiện nay. Chính vì vậy mà lễ mở bán của The Gold View cuối tuần qua đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Nhiều giao dịch đã được thực hiện thành công. Trong lễ mở bán công bố ra dự án, lễ khai trương nhà mẫu thì chúng tôi đã có hơn 600 lượt khách hàng quan tâm và đặt chỗ. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đã hơn 300 khách hàng đã lựa chọn được cho mình vị trí và đặt mua căn hộ. Trong đó thì cũng không ít một số lượng khách hàng quan tâm. Thì sau khi được tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng về những cái chính sách, về những cái phương thức thanh toán cũng như những cái ưu đãi của chương trình thì khách hàng đánh giá rất là cao về dự án của chúng tôi là một khu phức hợp rất đầy đủ tiện ích. Phát biểu tại sự kiện mở bán, bà Phạm Thị Minh Hiếu, Giám đốc văn phòng Hồ Chí Minh công ty TNR Holdings Việt Nam chia sẻ, những gì công ty đã và đang làm đều nhằm mục đích hướng đến khách hàng. Trong đợt mở bán đầu tiên của chúng tôi, dự án The Gold View thì chúng tôi đang đưa ra mức giá thích hợp nhất và phù hợp nhất trong thị trường hiện tại. Chúng tôi đưa ra giá cạnh tranh cả về tiện ích của dự án cũng như là giá về thị trường của bất động sản. Ngoài ra thì về phía chủ đầu tư chúng tôi có liên kết với ngân hàng Maritimebank hỗ trợ cho khách hàng về cái gói lãi suất vay năm đầu tiên chỉ có 4.99% và liên kết với một số đơn vị để thiết kế, tư vấn và giám sát công trình như đơn vị Cotexco là đơn vị tổng thầu về thiết kế, tập đoàn đến từ Pháp là Atelier là đơn vị giám sát công trình, thì đây là hai đơn vị rất có uy tín về giám sát về thi công thì khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Ngoài ra là trong đợt bán hàng này chúng tôi đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để khách hàng có cơ hội may mắn sở hữu những cái phần quà. Về phía chủ đầu tư chúng tôi cũng hỗ trợ cho khách hàng về cái chính sách về phương thức thanh toán, rất là nhiều đợt thanh toán để cho khách hàng có thể lựa chọn. Điều này cũng được các khách hàng thừa nhận như là một trong những lợi thế của dự án khi họ quyết định bỏ tiền vào đây. Được sự hỗ trợ của ngân hàng Maritimebank, tất cả những người đầu tư ở đây có thể có cái khoản tiền vay rất là hợp lý để đầu tư trong một cái thời gian thích hợp. Có thể thấy, với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản, những căn hộ cao cấp có vị trí đắc địa, tiện ích đa dạng và giá bán phù hợp sẽ được khách hàng nhanh chóng sở hữu. The Gold View sẽ là một trong những khu phức hợp góp phần tạo nên những kỷ lục mới cho lượng giao dịch sản phẩm của phân khúc căn hộ cao cấp trong những tháng cuối năm 2015. Vào ngày 24 tháng 7, Bộ Môi trường và Bộ Xây dựng Nhà ở New Zealand vừa công bố chính thức đưa vào hoạt động một cơ sở tái chế chuyên dành cho các phế thải công nghiệp từ các công trình xây dựng. Cơ sở tái chế chuyên dành cho phế thải công nghiệp từ các công trình xây dựng tại Auckland, New Zealand được nhận khoản tài trợ 42 triệu đô la từ chính phủ và 2,1 triệu đô la từ Quỹ giảm thiểu chất thải. Các cơ sở này đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo thêm nhiều việc làm và giải quyết tình trạng rác thải xây dựng ngày càng tăng so với ngành công nghiệp xây dựng bùng nổ. Theo Bộ Xây dựng và Nhà ở New Zealand,
Tỷ lệ xây dựng nhà ở tại Auckland đã tăng từ 4.000 lên 8.000 công trình mỗi năm kể từ năm 2011 và dự báo sẽ tăng lên 12.000 ngôi nhà mới mỗi năm trong tương lai. Quá trình dỡ bỏ và xây mới một ngôi nhà có thể thải ra 4 tấn phế thải chính, vì thế mà việc xây dựng các nhà máy tái chế vật liệu xây dựng đang bức thiết. Và kết thúc bản tin, chúng tôi mời quý vị điểm qua một số sự kiện chính sách đáng chú ý trên thị trường bất động sản gần đây. Đến đây thì bản tin địa ốc trên kênh FBNC cũng đã khép lại. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ youtube.com/FBNC Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.